Chào anh em nhé. Hôm nay sẽ dẫn anh em đi lắp một cái thuê bao, nó khoảng cách từ nhà bên kia này, chạy ra cái cột tít bên này, rồi vào đo Google thì là đo Google 300 m, và đây hai cái cuộn này là hơn 100 m, phải kéo hai cái cuộn này xong dùng để nối thôi. Đấy, hết cáp anh em nhé, hết cam nên phải chơi phương án này thôi, không còn cách nào. Để mà kéo một cái thuê bao mà nó nhanh ấy, mất dây dựng này đi, có dây dựng này loằng ngoằng ấy, loằng ngoằng mì tôm ấy. Nếu mà anh em muốn kéo dây một cái dây thuê bao mà nó nhanh nhất thì anh em cứ phải tuân thủ theo cái quy trình là anh em đi theo cái đường dây điện ở trên kia đó, thì lại sẽ nhanh nhất này. Ôi giời ơi, dây này vớ vẩn rồi. Tiếng đàn buồn chơi vơi, cái lời ca lạc này. Đấy, anh em nhớ tuân thủ là mình đi theo cái đường dây đầu tiên, lúc kéo đang kéo như này này. Anh em tuân thủ là mình phải đi theo cái đường dây điện là nó mới nhanh được. Chứ anh em cứ ở dưới này mà kéo thì nó rất là lâu. Tí nữa nó mắc vào mấy cái cây này khó lên lắm. Đấy, đoạn này thì anh em ném qua dây này đi này, ném qua cái cây keo lên đi này. Ok. Đấy là phương án anh em solo một mình nhá. Ui địt. Bị con sâu nó đốt anh em. Ui đây này, ui địt mẹ nhiều lắm. Ui. Ui. Thôi. Kinh vỏ mẹ. Nhiều lắm anh em, nhiều sâu, trong này nhiều sâu lắm. Nhiều rừng nó đốt đau hết ở cái cạnh tay này. Ở nông thôn thì anh em có thể đi solo được nhá, nhưng mà ngoài thành phố thì rất khó để solo. Đi một mình rất khó bởi vì nó nhiều xe cộ qua lại ấy. Còn ở nông thôn thì một người vẫn có thể kéo dây thuê bao được bình thường. 300-400 m thì kéo bình thường. Đây, mấy cái đoạn này thì tí nữa mình đi dây lên là mình kéo lên thôi, chả việc gì. Mấy cái đoạn như này anh em cũng phải qua dây nốt đi nhá, không tí nữa cũng khó là lên đấy. Đấy, như này thì anh em dồn dây như này. Đấy, tí nữa nó vướng vào mấy cái này này, cây cối này khó lên. Đoạn này thì anh em phải chơi kiểu như này. Đây. Đấy, ném vào bên trong. Đấy. Căng nhờ.
nệm xong cái này. Ui giời. Kéo một cái thuê bao rơi vào 200-300 mét này thì nó mất khoảng độ tầm hơn tiếng anh em nhé. Bây giờ là 9 giờ kém 20 này. Kéo vòng trên này, ném qua bên này. Đây em nhá, đây cái hộp Viettel bên kia. Đấy. Ở những cái đoạn bằng đường này thì anh em nên cho nó đi cao lên nhá. Tránh trường hợp mà dây thuê bao nó bị thấp xuống ấy, nó bị đứt. Thấp xuống thì ô tô nó đi qua đi lại nó hay bị đứt dây. Đứt dây thì lại khổ anh em mình ở dưới thôi. Cho nên anh em cứ một lần đi anh em phải đi cao thẳng, cao từ đầu vào. Kéo cái đường dây mạng này thì nó cũng rất đơn giản thôi. Nói chung ở nông thôn thì nó dễ kéo hơn ở thành phố. Nhưng mà cái hộp hiếc, hộp cáp của thuê bao thì nó xa. Còn ở thành phố thì nó đông dân cư. Đông dân cư thì cái hộp cáp thì nó rất là gần thôi. Một hộp cáp của nông thôn thì cách nhau khoảng độ tầm
600-700 mét mới có một hộp. Nhưng mà thành phố thì tầm 100-200 mét là có rồi. Đây, anh em để đầu chờ cam như này. Nghe sếp ơi. Thằng Dương á? Ờ, gửi anh ơi. Anh vào Facebook của em mà tìm với Dương. Thì gửi luôn đi, đang cần gấp. Không biết, không có quần số, từ từ. Không ba đây đây không không 366 anh bảo đừng có tháo xuống vì em sẽ hạ xuống kia, sẽ hạ thấp xuống kia ấy đi anh ơi. Qua đầu người là được. Anh Thông ơi, anh Thông ơi, đây em đọc luôn, 0366 848494. Một khoảng, hai khoảng, ba khoảng, bốn khoảng, năm sáu, bảy tám. Tám khoảng rồi. Tiếng buồn nao chơi với lời ca. Đây không biết có gậy không nhỉ? Bé tí nhưng mà trèo tốt phết. Mùa này rất nhiều ong anh em nhé. Chỗ băng đường này anh em phải chốt 2 điểm vào cho nó căng dây. Nếu anh em chốt mà treo ở đây ấy, thì cái dây nó sẽ bị trùng xuống. Anh em cứ chốt 2 đầu cột này là được. Ok rồi anh em nhé.
Một cái tủ của thuê bao như này thì ở nông thôn thì được kéo là hai thuê bao lớn hơn 500 mét đấy nhá. Lớn hơn 500 mét đến 700 mét. Đây, mấy cái cột điện này nó lắm mấy phết. Để đi lắp một cái dây thuê bao như này thì nó cũng đơn giản thôi anh em. Nhưng mà ở nông thôn thì nó địa bàn nó xa ấy. Ví dụ như kiểu của tôi đây là tôi quản lý mấy xã cơ. 5 xã, 6 xã. Đấy. Đi lại lại tốn thời gian lắm. Một khoảng này. 2, 3, 4, 5, 6. Tạm thời là 6 khoảng. 6 khoảng cột điện. Chỗ này trèo mệt phết nhỉ. Còn dây leo nó bám lên này.